Lời nói đầu tiên Lê Tứ xin trân trọng kính chào tất cả các cô chú, các anh, các chị cùng tất cả các anh chị em đồng nghiệp. Hôm nay phải nói là Lê Tứ cùng với Hà Như được lời mời của em Thu Dân, đây là lần thứ hai. Lần trước thì Lê Tứ chỉ đến sớm hơn sinh nhật rồi phải đi hát. Hôm nay năm nay thì Lê Tứ được một ngày rất là rảnh để đến đây để chúc mừng sinh nhật cho Thu Dân. Trước hết thì xin chúc các em có một ngày sinh nhật thật là vui tươi và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Kính chúc tất cả các cô chú, các anh chị mình, đặc biệt là những anh em nghệ sĩ, chúng ta phải có thật nhiều sức khỏe. Và đặc biệt là hôm nay phải vui, rất là vui với Thu Dân sẽ trọn vẹn. Chúc cho tất cả các anh chị mình có một buổi tiệc thật là vui tươi và ngon miệng. Và bây giờ thì Lê Tứ sẽ gửi đến cho em Thu Dân cùng tất cả quý vị đang ngồi đây một bài ca cổ giao duyên rất nổi tiếng của cố sư giả Anh Vũ Điện Mang Tên, Nụ Hồng. Em là sóng dài chờ ước mơ.
thiệt là em luôn yêu từng nuông hoa. Kiếp ơi, kiếp về anh mong đợi, dù bao xa cách thương yêu đầy dây. Qua những phút lặng yên lặng, nghe sao khuya gọi dừng chân. Yêu đã bấy lâu mong chờ, chờ đợi nhớ mong tâm tâm đắm quay lúc hồng nhan kinh đắm tiếc sông xanh con chưa đông đầy đêm đêm tâm sự lời này cùng ai chúa nào hôm qua tóc em đã dùng xuân qua đời.